đề cử ở trong một hạng mục của buổi lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 26 này nữa. Không biết là Jack có mong chờ điều gì không? Thì tất nhiên là em cũng mong là nếu mà mình có cơ may giải thưởng gì đó thì hy vọng mình có thể truyền cảm hứng được tới tất cả các người nghệ sĩ khác, cũng như là tất cả khán giả, cũng như là mang đến một cái điều gì đó thật là ấm áp, như là thú vị dành cho một cái năm mới bắt đầu mới thật là mới. Và bây giờ thì Jack có thể nào gửi một lời chúc đến quý vị khán giả cũng như là gia đình nhỏ của mình trong năm mới được không ạ? Rất tiết kiệm lời lắm, chỉ muốn chúc tất cả mọi người có được một sức khỏe thật là tốt, cũng như là khởi đầu năm mới thật là tràn đầy niềm vui cũng như là may mắn trong cuộc sống. Chúc mọi người tất cả những điều hạnh phúc nhất ạ. Xin cảm ơn Jack đã xuất hiện ngày hôm nay và mong rằng may mắn sẽ mỉm cười với Jack trong buổi lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 26 này nha. Xin cảm ơn bạn và xin chúc mừng bạn. Chúng ta sẽ còn gặp lại Jack ở phía bên trong hậu trường nữa nha.